là chúng ta ghi vào hôm nay. Nay bắt đầu mình học về kiến thức mới của lớp 9 nhá. Như thế là đại số 9. Đại số 9. Chúng ta học về cái chuyên đề đầu tiên. À, cái chuyên đề đầu tiên. Chuyên đề. À, chuyên đề đầu tiên mình học nó về là căn bậc 2. Căn bậc 3. Căn bậc 2, căn bậc 3. Bài đầu tiên chúng ta học là chủ đề 1. Chủ đề 1. Chúng ta nói về là căn bậc 2. Đấy, thực ra căn bậc 2 thì các bạn đã được giới thiệu ở hồi lớp 7 rồi. Đấy, hồi lớp 7 khi các bạn học về số thực. Các bạn nhớ không nhỉ? Đấy. Khi bạn được giới thiệu về số hữu tỉ này, xong đến số vô tỉ, đến số thực, thì lúc học số vô tỉ, số thực ấy là bạn được giới thiệu về căn bậc 2. Thế có rất nhiều số là không thể biểu diễn dưới dạng là phân số được. Thì nó chính là các số vô tỉ, ví dụ như là căn 2, căn 3 các thứ. Đấy thì các bạn học những cái này từ khi ta gì? Ta học về số thực là đã biết về căn bậc 2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại xem là cái khái niệm định nghĩa như nào nhá. Phần A lớn. Lý thuyết. Lý thuyết. Một nhỏ định nghĩa này. Định nghĩa. Căn bậc 2 của cái số A không âm. Căn bậc 2 của số A không âm là cái số x, là số x sao cho này x bình bằng a. Căn bậc 2 của a không âm là số x sao cho x bình bằng a, được chưa? Ví dụ nhá, ví dụ lấy ví dụ luôn này. Đấy. Thầy sẽ nói như sau, thầy nói sẽ nói là 2 sẽ là căn bậc 2 của 4. 2 là căn bậc 2 của 4 vì 2 bình thì bằng 4. Đúng không? 2 là căn bậc 2 của 4 là vì 2 bình là bằng 4. Thế hỏi nhá, số 4 còn căn bậc 2 nào nữa không? Đức. Âm 2 ạ. Ờ đúng rồi. Đấy, âm 2 hay trừ 2 cũng là căn bậc 2 của 4 vì trừ 2 bình cũng cho kết quả bằng 4. Vậy thì ở đây mình như chỗ này mình sẽ thấy là gì? Số 4 nó có 2 căn bậc 2 nhỉ? À, hay suy ra là số 4 có 2 cái căn bậc 2 là 2 và trừ 2. Đấy, như số 4 là có 2 căn bậc 2 chẳng hạn. Đây là ví dụ đầu tiên liên quan đến số 4. Thầy thử số khác nha. Các bạn tìm giúp thầy này. Căn bậc 2 của số 0. Căn bậc 2 của số 0. Thúy nào? Căn bậc 2 của số 0 là số nào? Số 0 ạ. Là chính số 0 đúng không? Ok, 0 sẽ là căn bậc 2 của 0 vì 0 bình thì bằng 0 và cũng chẳng có thêm số nào khác ngoài số này đúng không? Chỉ duy nhất là chỉ có duy nhất số 0 bình lên ra số 0 thôi, không có một số nào khác nữa cả.
Thế vậy thì hóa ra là số 0 có mấy căn bậc 2 nhỉ? Số 0 nó có một căn bậc 2. Là 0. Đấy, chỉ có duy nhất một căn bậc 2 thôi là số 0. Đấy, số 0 có một căn bậc 2 là số 0. Được chưa? Thế hỏi nhá, ví dụ số số trừ 9 có căn bậc 2 là mấy? Ở Dũng. Số trừ 9 có căn bậc 2 là mấy? Trừ 9 có căn bậc 2 của 81 ạ. Đâu không, hoặc thầy hỏi là số trừ 9 thì có những căn bậc 2 nào cơ mà. Có căn bậc 2 là Số trừ 9 nhá, âm 9 ạ. Căn bậc 2 sẽ là gì? không có. Tại sao không có? Tại vì căn bậc 2 là số không có âm ạ. À, bởi vì là sao căn bậc 2 của số A nhưng phải làm sao đây này? Là trong trong cái định nghĩa đấy ghi rõ này, phải là số gì? Không âm đúng không? Nếu âm thì làm gì có, thế ta ghi thêm một ý nữa này. Chẳng hạn là số trừ 9 thì không có căn bậc 2. Đấy, ghi rõ ra, thằng này sẽ không có căn bậc 2. Đấy, các số âm là không có. Ok chưa? Đấy, âm sẽ không có. Đây thầy lấy ví dụ ba cái trường hợp, một thằng là dương này. Như vậy thằng dương là có mấy căn bậc 2 này các bạn nhỉ? Số dương là mấy căn bậc 2 đây Có hai Thanh? Rồi, số dương thì có hai căn bậc 2. Số 0 thì có mấy? một Và số âm thì không có. Đó, nhớ nhá, lấy bút mà gạch chân cái đấy lại là mình sẽ hiểu. Đó, đây là cái định nghĩa khi thầy hai nhỏ về mặt ký hiệu. Rồi thầy ghi toàn bằng chữ. Này viết này, chữ ghi căn bậc 2 thì dài quá đúng không? Đấy, mình ký hiệu như thế sau. Như nào, ví dụ đối với trường hợp mà A lớn hơn hơn 0. A lớn 0 thì cái số A này này nên sẽ có hai căn bậc 2. Hai căn bậc 2. Thầy ghi tạm chữ tắt nhé. Là căn A và trừ căn A. Nhá, số A nó sẽ có hai căn bậc 2 là căn A và trừ căn A. Được chưa? Với trường hợp nó dương. À, với trường hợp nó dương. Rồi, căn A và trừ căn A. Đó. Tiếp tục này. Khi trường hợp mà A bằng 0 thì căn A sẽ bằng căn 0. Đúng không? Và bằng 0. Khi trường hợp mà A âm thì sẽ gì? Không tồn tại căn A, đúng không nhỉ? Không, sẽ không tồn tại cái căn bậc 2 của A. Biểu thức này không tồn tại mà. Đấy chưa nhỉ? Ok. Ba nhỏ chú ý với A lớn bằng 0, tức là các A là các số không âm á, thì ta luôn có điều sau đây. Ta luôn có điều sau đây này. Các bạn luôn có thì ta có căn A tất cả bình sẽ bằng là trừ căn A tất cả bình. Cùng bằng cái gì ấy nhỉ? Cùng bằng cái gì ở đây nhỉ Hoàng nhỉ? Em thưa thầy, Cùng bằng gì? Căn bình A mà bình lên thì ra gì? căn A mà bình lên thì sẽ là Ví dụ nhá, đang không ạ? không, đang lên thì là này, ví dụ là đang là căn của 4 thì ra là 2. Xong lại bình ngược trở lại thì ra là mấy? Bốn Thế có phải là chính bằng số A này này cái này không? có Bằng chính A. vậy là bằng A. Bằng A, ok. Như vậy là mình hiểu nôm na thế này. Cái phép căn, nhưng mình luôn nhớ là phép căn là phép phép căn bậc 2 và phép bình phương là hai phép toán ngược ngược vào nhau. Đây ta ghi mở ngoặc nhỏ này này. Phép căn bậc 2 và bình phương. Đó là hai cái phép toán ngược nhau. Như kiểu cộng với trừ ấy, nhân với chia ấy.
nhá, phép căn bậc 2 và phép bình phương là hai cái phép toán ngược nhau. Nhớ điều đấy. Thế vậy ở đây thầy vừa lại thầy vừa căn thầy vừa bình. Thì coi như là mình hòa đúng không? Đấy, coi như hòa. Về như ban đầu là về số A. Đấy. Rồi đây, hầu hết những cái phần vừa học là kiến thức cũ, học ở lớp 7. Cái rồi là cái kiến thức cũ thì nhắc lại thôi, nhưng các bạn học lâu rồi các bạn quên đấy. Đây, bây giờ đây mới là cái mới này, phần 4. Căn bậc 2 số học. Căn bậc 2 số học. Đây mới là cần phần mới của lớp 9 này. Ghi thầy này với A lớn bằng 0 thì với A lớn bằng 0 thì căn A sẽ gọi là căn bậc 2 số học thì ghi tắt nhé của A. Với A lớn bằng 0 thì cái căn A này gọi là căn bậc 2 số học của A. Gọi là căn bậc 2 số học của A. Thế bình thường nhé, mình để ý cho thầy như sau này, chẳng hạn bạn khi bạn có một số A này mà không âm, có số A mà không âm, có phải khi bạn làm phép khai căn bạn sẽ ra là hai thằng là căn A với trừ căn A không? Đấy, bạn ra hai ông này đúng nào, căn A trừ căn A thì cái thằng nào mà không âm á, cái thằng nào mà đây này căn A này sẽ gọi là căn bậc 2 số học. Đấy, cái thằng này sẽ gọi căn bậc 2 số học, còn cả hai thằng này, cả hai thằng này thì mình gọi chung là gì? Căn bậc 2. Nào bạn đã so sánh, bạn đã phân biệt được hai này thế nào? Căn bậc 2 là gồm cả hai ông này. Nhưng căn bậc 2 số học chỉ gồm cái thằng là không âm thôi nhá. Căn bậc 2 số học là cái thằng không không âm ấy. Đấy, căn bậc 2 số học là bạn loại cái giá trị âm đi. Ghi vào đi. Ghi cái sơ đồ này vào. Cả hai cái này gọi là căn bậc 2, nhưng riêng cái thằng căn A này gọi là căn bậc 2 số học. Ok, giờ ta lấy ví dụ nhá. Ví dụ giấy ghi này thì kẻ vào cái bảng bên này là số. Và chỗ này là căn bậc 2. Cái này là căn bậc 2 số học. Nhá. Đấy, ví dụ thầy muốn kẻ vào cái bảng này thì lấy vài ví dụ. Được chưa? Ví dụ thầy có số là số 16 chẳng hạn. Nào, số 16 có những căn bậc 2 nào? Nào, số 16 có những căn bậc 2 nào ở Dũng? Số 16. Có những căn bậc 2 nào không nhỉ? Bốn ạ. 4. Đủ chưa? Âm 4 ạ. Đúng rồi, 4 là trừ 4. Rồi, ok. Thế vậy thì từ kết quả này em khẳng định cái thầy căn bậc 2 số học của 16 là số nào rồi? Đức. 4 ạ. Là số 4. Ok, thằng nào không âm thì mình lấy 4 sẽ là căn bậc 2 số học. Hiểu ý chưa? Đấy. Tiếp tục này. Thầy số khác này. Ví dụ thầy lấy số 225 chẳng hạn. 225. Thầy hỏi xem là có căn bậc 2 là thằng nào. Cho bạn bấm máy đấy. Hoàng trả lời thầy nhá. Em cho thầy căn bậc 2 của 225 là 15 với âm 15 ạ. Rồi, 15 và âm 15, chính xác. Cảm ơn em. Rồi thế Thanh nào, Thanh nào? Thế căn bậc 2 số học của 225 sẽ là gì? 15 ạ. Rồi, ok. Đây, nếu mà thầy có số 0 thì căn bậc 2 của nó là số nào ở Thúy? Không Là số 0. Rồi. Thế căn bậc 2 số học của số 0 là số nào ở Thơ? á. Thầy là số 0 ạ. Rồi.
Như vậy là không, ở đây là chỉ có gì, mỗi cái chỉ có một thôi đúng không? À, một căn bậc hai và một căn bậc hai số học. Nhưng riêng ấy, thằng này sao, nếu thằng Dương này sao, nó sẽ có hai căn bậc hai nhưng mà chỉ có một căn bậc hai số học thôi. Ta lấy cái giá trị không không âm ấy, được chưa? Hiểu cách chưa nhỉ? Đấy. Đấy, đây là cái kiến thức mới của lớp lớp 9, đó là căn bậc hai số học. Nhớ giúp thầy nhá. Đó. Đấy, căn bậc hai đấy, nói vậy là các bạn hiểu rồi. Nào, xong hết rồi chưa nhỉ? Thầy chuyển nhá. Đức xong rồi gì? Xong rồi ạ. Ok, đấy, cứ vừa nghe thầy nói vừa vừa ghi, thế là đẹp. Chứ chúng ta không thể nào cứ ngồi nhìn xong là không ghi gì cả. Thế không được. Ghi thêm phần 5 nữa. Đấy, 4 đúng không? 5 nhỏ. Đó là so sánh các cái căn bậc hai số học. So sánh các căn bậc hai số học. Ghi thành như sau: với AB là các số lớn không, với AB lớn bằng không thì ta có điều sau đây này. Nếu mà A các bạn mà nhỏ hơn bằng B rồi, thì bạn suy ra là căn A cũng nhỏ hơn bằng căn B. Nếu A mà nhỏ hơn bằng B thì căn A cũng chắc chắn nhỏ hơn bằng căn B. Được chưa nhỉ? Và điều ngược lại nó cũng đúng luôn, nếu căn này nhỏ hơn căn này thì điều ngược lại cũng đúng, tức là cái này có tính chất hai chiều, cái này có tính hai chiều các bạn nhé. Đấy, điều xuôi thì cũng đúng mà điều ngược cũng đúng, nếu số này bé hơn số kia thì căn của nó cũng bé hơn căn của thằng còn lại. Ngược lại, nếu hai cái căn này nhỏ hơn căn kia này, thì bạn suy ra hai số trong căn nó cũng theo cái chiều này luôn. Và để ý này, cái dấu ở đây là sao, nó cùng chiều các bạn nhé, nó cùng cái chiều. Sẽ có một số trường hợp khi mình so sánh cái gì đấy thì nó hay bị đảo ngược lại ấy, đúng không? Trường hợp này nó sẽ cùng cái chiều ở đây. Đấy, bạn có thể ghi những cái đánh giá của thầy vào để mình nhớ. Vậy là trong cái phép khai căn ấy thì rõ ràng là gì, nó không thay đổi cái chiều gì của hai các cái số này này cả, không thay đổi chiều của các cái số này. Rồi, ok, lý thuyết cái chủ đề một đến đây là kết thúc, là hết. Bạn ghi cho thầy phần B này, bài tập. Bài tập là chúng ta bắt đầu vào bài đầu tiên. Một nhỏ điền vào ô trống trong bảng. Bảng của thầy như sau. Bảng của thầy là, các bạn lấy thước kẻ giúp thầy nào. Bảng của thầy là một cái bảng gồm có hai hàng thôi, hai hàng thôi. Dòng thứ nhất của thầy là x, dòng thứ hai của thầy là x bình. Dòng nhất là x, dòng thứ hai là x bình. Thì thầy muốn các bạn ngồi kể cho thầy như sau. Chúng ta đã học đủ, chúng ta đã từ lớp dưới học bảng biểu trưng, chúng ta đã biết từ một bình là gì, hai bình là gì, cho đến 10 bình cũng biết rồi đúng không? Đấy. Thì giờ thầy muốn các bạn nhớ các số này: 11, 12, 13, vân vân cho đến kết thúc. Thầy muốn kết thúc các bạn là đến 25 bình. Nào, các bạn ngồi kẻ vở đi. Kẻ sao cân đối để đủ, kẻ đủ nhá. Cứ kẻ dịch hết sang bên trái ấy, cho nó đủ. Nó tận 15 số mà. Kẻ đi nào. Đấy, kẻ cho đến đủ đến 25 bình. Xong bạn ngồi bạn tính luôn cái hàng dưới xem là số nào. Được phép dùng máy tính tính. Nếu máy tính mà tính.
Bạn nào làm xong rồi ấn cho thầy cái giơ tay nhá. Đấy, các bạn Thúy đã hoàn thành xong giơ tay rồi. Bạn nào xong cần giơ tay lên. Hoàng xong rồi giơ tay lên em. Rồi, ba bạn xong rồi này. Dũng hoàn thành chưa nào? Ok, nào bây giờ thầy hỏi nhá, nhờ các bạn đọc hộ thầy thì nhìn bảng của mình đọc hộ thầy. Đọc từ 10 từ 11 bình là gì nhá? Đọc sẽ là 11 bình bằng này này, 12 bình này này này. Đọc từ 11 cho đến 15 mà thầy nhá. Từ 11 đến 15. Dũng nào. Ừ, thầy, 11 bình là 121, Rồi. 12 bình là 144, Rồi. 13 bình là 169, Rồi. 14 bình là 196, Ừ. 15 bình là 225. Rồi, ok em. Cảm ơn. Chính xác luôn. Này bấm máy không thể sai rồi. Nào đọc từ 16 bình, 16 bình cho đến 20 bình cho thầy. Thúy nào. 16 bình bằng 256, 17 bình bằng 289, 18 bình bằng 324, 19 bình bằng 361, 20 bình bằng 400. Rồi, ok em. Đọc nốt cho thầy từ 21 bình đến 25 bình. Thanh nhá, Thanh đọc. Thầy là 21 bình bằng 444, 441, 22 bình bằng 484, 23 bình bằng 529, 24 bình bằng 576, 25 bình bằng 625. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Rồi nhá. Hôm nay có một công việc là về nhà phải học thuộc cái bảng này. Nhá, phải thuộc đấy. Các bạn thuộc thì lúc làm bài các bạn sẽ rất là nhanh, vì thực ra các bạn làm bài đến phạm vi đến 25 bình gần như không bao giờ ai hỏi bạn vượt qua 25 bình cả, hiểu chưa nhỉ? Ở đây cần một cái phản xạ nhanh, cứ nhìn số đấy, ui con này biết luôn rồi, ví dụ căn của 225 biết luôn rồi, 15 không phải bấm bấm máy, bấm là mình đã bị chậm lại một tí rồi, đúng không? Về thuộc nhá, lần sau mà quên á, thầy hỏi bất cứ nào mà quên á, chúng ta thôi cứ chép cái bảng này 10 lần nhá. Dũng Dũng rồi, Dũng nhá. Đấy, về học đi. Học là tốt cho các em đấy. Rồi. Nhớ đấy, quên thì cứ 10 lần thôi. Quên một con là 10 lần. Đấy, về không biết học kiểu gì thì các bạn. Có mỗi có 15 con số thôi mà. Nhờ. Nào, bài số 2. Bài số 2. Tìm cái căn bậc 2 số học. Rồi. Suy ra căn bậc 2 của các số sau. Tìm căn bậc 2 số học này rồi suy ra căn bậc 2 của các số sau. A nhỏ. Đây là mẫu một con đầu tiên nhá. Ví dụ thầy cho là số 121. Cho 21. Được chưa? Thì ý đầu tiên này nó hỏi tìm căn bậc 2 số học gì? Thì mình bảo là căn bậc 2 số học
cửa 121 sẽ có phải là căn của 121 không? Ra bao nhiêu nhỉ? Đức. 11 ạ. Không cần bấm máy, thuộc rồi. Ra là 11. Thế vậy thì thằng này là có một cái căn bậc 2 trong phòng này. Vậy rõ ràng là căn bậc 2 bình thường của nó sẽ thêm một thằng đối với thằng này phải không? Thêm một thằng âm nữa. Ngoài thằng 11 ra thêm thằng -11 nữa. Thế vậy ta đây là gì? Căn bậc 2 của 121 sẽ là 11 và -11. Đúng không nhỉ? Đấy, dương ở đây sẽ có hai thằng như vậy. Rồi, hiểu cách trình bày chưa? Đấy, cái này thì cái dòng trên thì rõ ràng mình bấm được máy luôn này. Cái kết quả em hiển thị trong máy tính thì thực ra chỉ là căn số học thôi đúng không em? Khi mà lúc em bấm máy này này. Khi em bấm máy này nó chỉ là căn số học thôi, ví dụ là căn của 121. Đây có đúng là căn số học không? Đây thực ra chỉ là kết quả của căn số học thôi chứ không phải là toàn bộ các căn bậc 2 đúng không? Đấy, đây chỉ là căn số học thôi và về mặt ký hiệu đây cũng là căn số học này. Đúng không nào? Căn 121 chính là căn số học mà. Rồi, ok, thế bạn trình bày tương tự làm các câu sau vào vở. Làm xong chụp với nhóm nhá. B256 này, C là 0,01. D là 0,25. E là 1/4. Rồi viết vở đi. Xong bạn chụp lên nhóm cho thầy xem. Rồi thấy thơ gửi bài này. Các bạn khác gửi lên cho thầy xem nào. Các em trình bày cho cẩn thận nhé. Viết là nốt một chút. Ôi Đức ơi là Đức chữ kìa. Vừa vào viết đẹp xong cười lên chữ. Máy. Rồi ba bạn gửi rồi. Ok. Nha, chúng ta sẽ đi chậm rãi thôi nhưng mà mong rằng các bạn là học đâu nhớ đến đấy. Nha, học đâu nhớ đến đấy. Nhớ nhá, phân biệt rõ căn bậc 2 số học và căn bậc 2 riêng các bạn nhá. Dũng gửi chưa Dũng? Nhanh nào còn Dũng này. Em gửi rồi ạ. Đây bây giờ mới thấy. Dũng ơi, thầy góp ý với em về cách trình bày này, cách viết này. Em phải viết như này cho thầy này. Cái số nó 1/4 của này em phải viết cái căn kéo tít xuống đây này. Chứ không phải nghỉ viết như này đâu nhá. Hoặc là như này này. Khi viết này thì người ta tưởng căn mỗi cái tử. Hiểu nhá. Hãy kéo nó tít xuống dưới đây này, che lên tận cùng của cái số 4 này đó thầy. Em sửa lại luôn trong vở em đi. Thầy nhìn thấy các căn 1/4 của em viết như vậy đấy. Thấy không? Thấy không? Kéo dài xuống. Đấy, sửa cái lỗi đây đi. Bạn nào mà còn mắc cái lỗi đấy sửa lại giúp thầy đi. Đừng để mắc cái lỗi đấy nhá. Đến lúc này, một là người ta thấy mày viết ký hiệu sai rồi, tao phải trừ điểm mày đi. Hai là gì? Chính bản thân em dòng trên dòng dưới còn nhìn nhầm. Rất nhiều bạn vậy, viết dòng trên dòng dưới tự viết nhầm xong tự hiểu nhầm. Đấy. Mắc sai lầm đáng tiếc.
Đã bao giờ đi thi làm này chưa? Hả? Đã giờ đi thi mắc cái lỗi này chưa? Hả? Hoàng, Hoàng đã giờ gặp cái lỗi này chưa Hoàng? Đã giờ mắc cái lỗi nào tương tự cái này hoặc là giống này chưa? Chưa. Chưa, thế em có mắc cái lỗi nào nó kiểu na ná ngớ ngẩn kiểu như thế này không? Có. Ví dụ của em lỗi lỗi gì nào? Mười mũ hai Bằng mấy? bằng 20. Đấy. 10 mũ 2 bằng 20. Thanh sao? Thanh. Thanh Thanh mình kể mà mấy ngày không hết. Kể một cái nào. Một sai lầm của mình. Không có. Không có. Đâu, lần trước đi thi Không, cái nhờ. này không. Cái này thì không thế. Không, Cái cái khác này không nhầm. cái khác. Hôm nọ mắc cái gì nhỉ? Hai nhân x bằng 12. Cái À, hôm nọ nó kiểu này. 8x bằng 4 kiểu như này, x bằng bằng 2. Đúng không? Kiểu kiểu này thì không chơi số đâu, nhưng nó kiểu này. 8 vâng. 8x bằng 4 nhưng mà lại kết luận x bằng 2. Đấy, 8 chia 4 bằng 2 mà. Hợp lý không? Hợp lý không Dung? Mắc cái này xong về nhà vẫn đinh ninh là mình làm đúng. Đấy, thì thầy cần các bạn cái sự tập trung cao trong khi làm bài nhá, thì nó mới đỡ bị sai lầm được. Các em làm không tập trung ấy thì rất dễ như mắc nhiều cái sai nhá. Ok. Bài 1, bài 2 thầy xong, bài tiếp. Bài số 3. Bài số 3. Yêu cầu tính. Đấy, tính này. Câu A. Căn của 0,09. Bạn không bấm máy bạn có biết là bằng bao nhiêu không? Không bấm máy biết không? Thúy. Có Bằng bao nhiêu em nhỉ? không phải ba Đúng rồi, 0,3. Tại vì 0,09 bình lên là không, à 0,3 bình lên là 0,9 mà. Câu B. Này sao? Bằng mấy? Bằng mấy là thơ? em à em thấy là cái đấy là không tồn tại. Không tồn tại. Tại sao em bảo là không tồn tại? Tại vì là cái đấy là âm 6 á. À, đâu, âm 16. Vâng. Biểu thức ở dưới, cái đối tượng ở bên dưới dấu căn nó phải là số như nào nhỉ? Số không âm à. Phải là không âm. Còn đây trường hợp này mình thấy là gì? Trừ 16 là âm mất rồi. Ok, như vậy cái này là không tồn tại. Không tồn tại tính làm sao được? Đúng không? Tính giúp thầy nha. Tính đi, tính cái vở trước đi. Hoàng tính cái vở chưa? Tính đi em. Nào, Đức ơi, câu này tính như nào nhỉ Đức nhỉ? Em bỏ căn đi ạ. Ví dụ không, mình đây là mình khai căn chứ, sẽ bỏ căn, bỏ đi thì không phải làm. Căn không phải làm bằng mấy? Không phải năm ạ. 0,5. Căn 0,16 bằng. Không phải bốn ạ. Rồi, chạy ra bao nhiêu? Ra 0,2. 0,2 rồi. Ok chưa? Các con khác tính tương tự thôi. Nào. Tính nhá, thầy ghi mấy câu nhá. Làm dưới thôi. Rồi làm vở đi.
Làm xong chụp 4 câu này gửi lên nhóm thầy xem. Cố gắng là chúng ta sẽ tính nhẩm thì tốt hơn nhá, chứ còn bấm máy thì cái chuyện quá dễ dàng, thằng nào chả làm được. Nhưng mà nó không đọng lại trong đầu mình cái gì cả, hiểu chưa? Làm đi xong gửi đến nhóm. Đức ơi, lần sau mà viết lỗi ấy, thì thầy đã dặn em rồi, em chỉ ngoặc và em ghi bỏ thôi, hoặc gạch một cái thôi. Gạch che chét nó nhìn xấu lắm, bẩn. Sau đừng ghi kiểu vậy. Bài nào mà được thả tim là ok nhá. Cả Thanh nữa, hai đứa này bỏ cái thói của cái gạch che chét đi nhá. Rồi. Lần này thì không vấn đề gì cả, quá dễ rồi. Đấy không? Bài 4. Bài 4. Trong các biểu thức sau. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào có căn bậc 2? Trong các biểu thức sau, biểu thức nào có căn bậc 2? Nào, ta cùng ghi nhá. Xem này. Thì có biểu thức đầu tiên là x trừ 4 nhân x trừ 6 cộng với 1. Chắc chắn muốn làm được thì ta phải biến đổi xem cái này là ra gì đã. Thấy chưa? Một biểu thức này, cái đề bài nó hỏi này, bây giờ mình hiểu là cái biểu thức mà có căn bậc 2. Có căn bậc 2 hay là không á? Thì đồng nghĩa với việc là nó phải là gì? Nó phải không âm các bạn ạ. Đúng không? Chỉ có những thằng không âm thì mới có căn bậc 2 thôi. Muốn có căn bậc 2 nó phải không âm. Đúng không ạ? Nên ta thì giờ ta biến đổi nhá. Đầu tiên là công việc là thầy sẽ nhân tung cái này ra. Nhân tung ra. X bình này. Vừa nghe vừa ghi. Trừ 6x. Trừ 4x. Cộng 24. Cộng 1. Đấy. Vậy thầy là x bình. Trừ 10x. Cộng 25. Cái này là bằng cái gì nhỉ? Cái này ra gì Thanh? X trừ 5 tất cả bình. Đúng rồi, hàm đẳng thức x trừ 5 tất cả bình. Ôi, x trừ 5 tất cả bình lớn bằng 0 với mọi x chưa? Vậy là luôn không âm nhá. Vậy thì biểu thức này có căn bậc 2. Vì nó luôn không âm mà. Biểu thức này sẽ có căn bậc 2. Hiểu ý chưa nhỉ? Đấy. Câu B. Rồi. Làm vở thầy này. Làm vở xem nào.
Rồi, thấy các bạn gửi ở đây. Ai chưa gửi gửi lên để xem nhá. Hoàng ơi, viết viết rõ ra em, sao viết tắt nhiều vậy? Hoàng. Viết rõ câu kết luận ra sao em ghi toàn viết tắt vậy? Sửa ngay câu kết luận cho thầy đi Hoàng. Em sửa lại câu kết luận đi Hoàng. Không ai viết cái kiểu kết luận như vậy cả. Rồi, Thanh viết chữ leo dốc à? Hả? Đức ơi, em viết cái này ẩu như kiểu là giá trị tuyệt đối thế này. Thế này. Này, nhìn em viết giống giá trị tuyệt đối không? Tại vì ấy viết cẩn thận một tí, viết lại đi, sửa lại. Đi ra bài đây. Nào, bên này bài này thì cũng phải nhân tung thôi nhá. 3x này trừ 15 này trừ x bình này cộng 5x trừ 4. Vậy thì thành là trừ x bình này. Các bạn viết từ bậc cao xuống bậc thấp nhá. Nguyên tắc là khi rút gọn phải đi từ bậc cao xuống bậc thấp, không đi lung tung. Trừ x bình này cộng 3x cộng 5x là cộng 8x, đúng không? Trừ 15 trừ 14 là trừ 19 nhỉ. Thế thì xem này có thể phân tích được cái gì không? Thầy đặt dấu trừ ra ngoài nhé. Trong lấy x bình trừ 8x cộng 19. Nào, thế theo các bạn bây giờ mình phải tách như nào để có thể lý luận được nó. Nào, phải tách như nào đây? Đức xem tách nào Đức. Chưa bật mic đâu. Tách nào. Thơ ra nào. Tách nào con. Đây là ở bên trong đó là em sẽ tách nó thành một bình một số lớn không? Thế ví dụ x bình trừ 8x cộng với gì nữa? Cộng 16. Tại sao lại tách như này? Thì nó sẽ ra hàng đẳng thức ạ. Đấy, thế còn cộng mấy nữa ở đây nữa thì đủ? Cộng 3. Thêm 3 nữa là đủ, đúng không? Vậy trong đây chính là x trừ 4 tất cả bình cộng 3. Đấy. Nếu bạn để ý nhá, x bình trừ 4, x trừ 4 tất cả bình có phải là luôn lớn bằng không không? Cộng 3 thì cái thằng trong căn này nó luôn dương. Công nhận nhà tay lý luận được cái thằng trong này luôn dương. Cho ta ghi này vì. Các bạn ghi xuống dưới nhá, vì x trừ 4 tất cả bình nó giống như bài bài tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất đấy. Lớn bằng không với mọi x. Suy ra là x trừ 4 tất cả bình mà cộng thêm 3 thì phải lớn bằng 3 với mọi x không? Lớn bằng 3 nhá. Số lớn bằng 3 chắc chắn là dương rồi. Là lớn không đúng không ạ? Thế vậy khi thầy lấy dấu trừ ở bên ngoài, tức là thầy nhân 2 về với trừ 1 á, thì bất đẳng thức này nó phải đảo chiều lại đúng không? Phải đảo chiều lại. Rồi, nó đảo chiều lại vậy thì thằng này luôn âm với mọi x. Vậy thì thằng này có căn bậc 2 không hả Thúy? Không á. Ok, vậy suy ra là biểu thức không có căn bậc 2 tại vì nó luôn âm mà.
Đây thầy thì thầy còn ghi rõ chữ như này mà tại sao các em lại ghi tắt là thế nào hả? Tắt thì được lúc từng chỗ rồi chứ. Nào câu D này. Nào làm vở nào. Làm vở gửi đến nhóm thầy xem. Thay ngay trong lại hàm học thức đi. Thầy sửa trong giờ chụp lại à? Thời gian chụp lại đi. Anh vẫn hơi nhầm tí đấy Thanh ạ. À. X bình chứa 2x phải cộng với 1 thì là hàng đẳng thức. À, câu khác này.
luôn là bảo EAF nào. Nào luôn hai câu EAF và bỏ luôn. Nào nó mấy câu rồi các bạn? Chứ có mấy bạn gửi lên? Có Thanh, có Thúy. Thơ này. Đức nè. Ơ sao lại có cái đây còn cộng 0,5 ở Đức, không để 1,2. Trên thì ghi 1,2, dưới cho thành 0,5. Ờ nhìn đây chữ bài này. Quan sát ở câu E này. Vậy thì ghi đây nhá, ghi thẳng đây này, bằng đặt trừ ra ngoài trong là x bình trừ 6x cộng 9 để bằng trừ này của x trừ 3 tất cả bình. Thế mình đánh giá cái gì về thằng này? Đó, đánh giá thế nào đây? Mình có vì này, x trừ 3 tất cả bình có phải là nhỏ hơn hoặc lớn bằng 0 với mọi x không? Vậy suy ra trừ của x trừ 3 tất cả bình sẽ nhỏ hơn bằng 0 với mọi x. Thế câu hỏi đặt ra đây là liệu có căn bằng 2 không? Ở thơ, có không con? Có khi nào thì có dấu bằng xảy ra khi này nè, bạn hình dung này, một cái biểu thức muốn có căn bậc hai nó phải là gì? Phải không âm, phải lớn hơn là bằng không, thì thằng này nó lại có hai trường hợp của nó là bằng không hoặc là nhỏ hơn không này, đúng nhỉ? Trường hợp bằng không vẫn có căn này, này bạn này, nhưng nhỏ hơn thì không được nhá, nhỏ hơn thì không được nhưng mà bằng không thì vẫn được. Đấy, vậy thì suy ra này, cái biểu thức này này, biểu thức sẽ có cái căn bậc 2. Đấy. Khi chỉ có khi một trường hợp duy nhất thôi, đó là cái x trừ 3 này bằng 0 này. Đấy, hay là x bằng 3. Chỉ có mỗi trường hợp này mới có căn bậc 2 thôi, còn lại những trường hợp khác gì có đâu. Đúng nhỉ? Đấy. Câu trả lời là vẫn có, nhưng mà có thì khi là đạt điều kiện này. Còn những cái bài kia có là gì? Luôn luôn có. Nhá. Trên là luôn luôn có. Cái này là có khi có điều kiện. Đấy, đấy là câu E. Đến câu F. Ta sẽ biến đổi như sau. X bình này, biến đổi hàm đẳng thức. Cộng với 2 nhân X nhân 1 phần 2. Đấy, tại sao nhân như này? Thầy muốn xuất hiện hàm đẳng thức. Thì 2 nhân A nhân B mà. X bình là cái bình phương thứ nhất này nhá. 2 nhân x là nhân cái số đầu tiên này. Thì bây giờ muốn trở về x thì 2 nhân 1 phần 2 nó hết. Được chưa? Thế vậy số thứ nhất là x này. Số thứ hai là 1 phần 2. 1 phần 2 bình lên là 1 phần 4. Đấy, cho trong ngoặc đã. Sau đó này, thầy cộng 1 phần 4 thì lại trừ đi 1 phần 4 thì trả lại. Cộng thêm 3 vào. Vậy thì ra là gì đấy? X cộng với 1 phần 2 tất cả bình. Đấy, cái chỗ này là bao nhiêu nhỉ? 12 trừ 1 là cộng với 11 phần 4. Đúng không? Thay lý luận tiếp như sau, vì x cộng 1 phần 2 tất cả bình lớn bằng 0 với mọi x. Suy ra là gì? X cộng 1 phần 2 tất cả bình và cộng với 11 phần 4 sẽ lớn bằng 11 phần 4 với mọi x. Mà một cái số lớn bằng 11 phần 4 ấy, thì suy ra là nó gì? Nó sẽ dương luôn. Đúng không em? Nó sẽ dương luôn lớn 0 với mọi x. Mà đối với số dương thì có phải là gì? Nó sẽ có căn bậc 2 không? Chắc chắn có luôn. Biểu thức sẽ có căn bậc 2. Thậm chí là có hai căn bậc 2 cơ. Chứ không phải là 1. Nhà số dương còn có hai căn bậc 2 cơ mà. Đấy, chữa nhanh rồi em ơi. Không phải 5. Đâu. Chỉ có một căn ra là bằng 1 thôi chứ. Một bình bằng 1 đúng không? Nên là căn bậc 2 của 1 chính là 1. Ta có này. 1 chính là căn của 1. Mà căn 1 với căn 2 thì so thế nào? Đức. Căn 1 nhỏ hơn căn 2. Đúng rồi, căn 1 nhỏ hơn căn 2 là sao? Đây là vì 1 nhỏ hơn 2 mà. Đúng không em? Thế xong chưa? Vậy suy ra là 1 nhỏ hơn căn 2.
Xong rồi. B. Rồi nhớ bạn viết ra vở trước xem nào. Câu B là 2 và căn 3. 2 và căn 3. Viết tương tự rồi. Viết chụp luôn lên đi. Rồi, một số bạn nộp đến rồi đấy. Hoàng gửi bài chưa Hoàng? Hoàng Dũng gửi lên thầy xem nào. Chủ động lên chứ, để thầy phải nhắc. Xong bài gửi luôn. À. Ở đây mình thấy như sau này mình có 2 thì chính là căn của 4, đúng không? 2 là căn của 4 mà căn 4 với căn 3 thì rõ là 4 hơn 3 nên là căn 4 lớn có 3 này, vì 4 hơn 3. Đây Đức nhầm dấu này Đức này. Đấy, suy 2 lớn hơn căn 3. Câu C. Sáu và căn một của 41. Đấy, câu C, bạn làm câu C đi, câu C và câu D. Thơ gửi bài này, các bạn khác gửi bài chưa? Ở đây thì chúng ta sẽ có cái nhiều cách xử lý với cái bài này nhá. Nhiều cách xử lý. Thì câu C thì làm tương tự câu trên thôi đúng không? Thì thấy là có là 6 thì bằng căn 36 nhỉ. Thì căn 36 nhỏ hơn căn 41. Vì 36 nhỏ hơn 41. Đấy, suy ra đương nhiên mình suy ra là 6 nhỏ hơn căn 41 rồi. Là xong. Cái này là cơ bản thì giống ở trên rồi. Cái này thì mình sẽ làm thế nào, mình sẽ xem là bọn này có phần gì chung. Ở trong số 2 với số là căn 2 cộng 1 thì có chung số 1. Mình có như sau. 2 thì bằng là 1 cộng 1 đúng không ạ? Đúng không? Mà 1 ấy, 1 cộng 1 thì 1 chính là mình có thể viết lại này, 1 cái con đầu tiên là viết thành căn 1 cộng với 1.
Thì đương nhiên căn 1 cộng 1 nhỏ hơn căn 2 cộng 1 rồi. Đúng chưa? Mình tách ra phần chung phần phần riêng. Đấy, như vậy suy ra được là 2 sẽ nhỏ hơn là căn 2 cộng 1. Thì có một cách khác nhá. Thì có một cách khác này, đây là coi như là cách số 1 nhá. Cách số 2 với cái câu này này, thầy sẽ xét cái hiệu. Bây giờ muốn biết là thằng nào to thằng nào bé thì xét hiệu chẳng hạn. Thầy lấy là căn 2 cộng 1 thì trừ đi 2. Thầy xét cái hiệu này này. Cứ lấy số này trừ số kia thì có phải ra là căn 2 trừ 1 không? Đấy, căn 2 trừ 1 thì đương nhiên là căn 2 trừ 1 và căn 2 trừ đi căn 1 thì cái này lớn không? Vì gì? Vì 2 lớn 1 nên là suy ra là gì? Căn 2 lớn căn 1. Đấy, căn 2 lớn căn 1 thì đương nhiên cái tích hiệu này dương này. Mà hiệu này dương thì suy ra cái đầu dương. Vậy suy ra là căn 2 cộng 1 lớn hơn 2. Đấy, đây là một cách nữa này. Các bạn ghi hết vào đi. Ghi cả hai cách vào trong vở của mình. Nhá, cái hướng mà mình đi xét hiệu để so sánh cũng là một hướng mình hay làm. Đấy, hay làm. À, khi muốn xét hiệu của cái gì? À, xét lớn hơn nhỏ hơn thì ta chuyển thành xét hiệu. Cô E này có thể có là so sánh 1 và là căn 3 trừ đi 1. Đấy. Chúng ta làm chung với nhau luôn nhá. Đấy, thì đầu tiên ta tìm cái phần phần chung của nó. Phần chung của nó mình đây thấy có trừ 1 này. Bên này có làm được thành xuất hiện trừ 1 không? Được. Số 1 có biết xuất hiện thành trừ 1 không? Em mới đổi thầy nào, biết thành cái gì? Bây giờ thầy muốn có phần này giờ cũng xuất hiện này, cũng phải có cái phần chung trừ 1 này. Thì thầy viết nó thành cái gì? 2 2 trừ 1 ạ. Đúng rồi. Bằng 2 trừ đi 1. 2 thì là căn của mấy? Căn 4 ạ. Căn 4, căn 4 trừ 1. Căn 4 trừ 1 với căn 3 trừ 1 thì thế nào? Lớn hơn ạ. Lớn hơn. Ok chưa? Suy ra là gì? 1 sẽ lớn hơn căn 3 trừ 1. Hiểu cách chưa nhỉ? Đấy, bạn làm cái cách hiểu cũng được. Bạn sẽ hiểu được. Đấy, ghi nhanh vào đi. Được chưa nhỉ? Ok. Câu E này, câu F. Ghi cho thầy câu F. Câu F như sau. Được thầy cho là căn 3 và trừ 12. Nào bạn nào có ý kiến gì việc so sánh hai thằng này? Đó. Căn 3 và trừ 12. Ai có hướng rồi giơ tay. Thơ nào? À, em thấy là căn 3 thì là luôn không âm mà âm 12 là số luôn nhỏ là nhỏ hơn 0 cho nên sinh ra là căn 3 sẽ lớn hơn trừ 2 trừ 12. Thực tế là căn 3 còn dương cơ. Căn 3 là dương dương hẳn. Còn thằng này là âm này. Thì vậy mình sẽ dùng cái số trung gian ở đây là số 0. Mình có sau đây này. Căn 3 là căn số học mà. Đấy, bình thường lớn bằng 0 nhưng mà do đó là gì căn của số dương nó dương hẳn. Còn trừ 12 nhỏ hơn hơn 0. Vậy suy ra gì? Căn 3 thì lớn 0 và 0 thì lớn hơn trừ 12. Từ đó suy ra là căn 3 lớn hơn trừ 12. Tức là mình dùng là gì? Cách là sử dụng số trung gian. Nhá. Sử dụng mình sử dụng một cái số trung gian ở đây là số 0. Số trung gian đây bạn nhá. Là số 0 đấy. Câu G. Dụ thầy muốn so sánh là trừ 5 và trừ căn của 29. Trừ 5 và trừ căn của 29. À, sẽ xem làm nào nhá. Trừ 5. Âm 5 và âm căn 29. Thì bạn nhớ là thầy khi so sánh các số âm với nhau ấy thì bạn nguyên tắc bạn cứ làm số dương trước. Cứ so số dương rác rồi chuyển số âm sau. Đã nha, cứ so số dương trước đã, so sánh các cái số dương trước đã. Tức là mình bỏ dấu trừ đi ạ, sau đó mới so sánh sang số âm.
nha, cứ số dương trước rồi chuyển số âm sau. Thì ở đây mình sẽ so sánh là 5 với căn 29 trước thì có 5 là căn bao nhiêu nhỉ? 5 là căn bao nhiêu ở Thanh? Căn 25. Rồi, căn 25 thế nào với căn 29 này em? Nào, căn 25 thế nào với căn 29 đây? Căn 25 lớn nhỏ hơn. Nhỏ hơn, ok. Thế vậy nếu thầy đặt dấu trừ vào đây thì thế nào ở Hà Thúy? Nếu thầy đặt dấu trừ vào đây thì thế nào? Lớn hơn á. Tại sao lại lớn hơn em nhỉ? Tại vì âm 25 lớn hơn âm 29 á. Không phải, tại vì em hình dung ở trên dưới dưới này, từ dòng trên xuống dòng dưới thực chất là thầy đang nhân hai vế với trừ 1 á. Công nhận luôn nào? Thực chất là trên dưới thầy đang nhân với hai vế với trừ 1 thì khi nhân số âm bất đẳng thức làm sao? Đảo. Đảo có chiều lại nhá. Đó, mình hiểu như vậy. Ta đảo có chiều lại nên là âm của căn 25 sẽ nhỏ lớn hơn âm của căn 29. Hay nói khác là gì? Trừ 5. Nhà trừ 5 sẽ lớn hơn trừ căn 2 29. Xong. Hiểu chưa? H. Đấy, thầy đưa ra một loạt các ví dụ để bạn hình dung. Làm như nào? Ví dụ thầy cho là 2 căn 31 và 10. 2 căn 31 và 10. Thì bạn lại giúp thầy làm xuất hiện phần chung ở đây. Có phần gì chung ở đây nào? Các bạn nhìn trong hai con này, 2 căn 31 và 10 chung được cái gì ở Dũng? Thế thầy chung ở đây là 2. Chung 2, ờ thế bây giờ cái này thầy này có này, 10 thì viết bằng gì em nhỉ? Chung 2 thì em phải viết thành 2 như nào? 2 nhân mấy? 2 nhân 5. 2 nhân 5, ờ thế 5 là căn bao nhiêu? 5 là căn 25. Rồi, căn 25. Thế em so được căn 2, 2 căn 25 với 2 căn 31 không? Có. Dấu gì ở đây nào? Dấu nhỏ hơn. Đúng rồi, dấu nhỏ hơn. Ok, suy ra là 10 của ta phải nhỏ hơn 2 căn 31. Đó. Hiểu chưa nhỉ? Đấy, em ghi vào vở đi. Này, thầy cho số này 2 căn 5 và căn 19. Thì bạn xem có thể này, ở đây có phần chung không? Nào, ở đây có phần, bạn có làm được xuất hiện phần chung không? Có phần gì chung ở đây không? Đức, có phần chung không em? Không ạ. Không có, không có luôn. Rồi, thế bây giờ làm một cách khác. Nếu tôi không có phần chung ấy, ở đây có phần chung thì tôi đẩy phần chung ra, tôi so những phần không chung. Đó, thì bây giờ là không có cái gì chung cả. 2 căn 5 với căn 19 chẳng có cái gì chung hết. 2 không có mà căn 5 chẳng có luôn. Thế thầy làm như sau này thì có. Thầy sẽ đi thì bình phương hai thằng này lên. 2 căn 5 ở bình phương lên. Đấy, thì 2 bình là bằng 4 đúng không ạ? Căn 5 bình bằng bằng 5, mất căn. Vậy kết quả ra 20. Đấy, vậy là ông thứ nhất bình lên ra 20. Ông thứ hai bình lên thì ra bao nhiêu? Ra bao nhiêu ở Thanh? Vừa căn vừa bình là hòa. 19 ạ. Đúng rồi, ra 19. Rồi, thế bây giờ ta so sánh nhá. Vì 20 thì lớn hơn 19. Vậy có đúng là sẽ là khi mà khai căn ra, hai thằng này được ra đều là căn số học thôi. Suy ra là gì? Căn của 20. Cái này thực ra chính là căn của 20 đúng không? 2 căn 5 chính là căn của 20 á. Đấy, thế vậy suy ra là gì? Căn của 20 sẽ lớn hơn căn của 19. Mà căn 20 chính là cái ông này này. Chính là 2 căn 5 lớn căn 19. Hiểu chưa nhờ? Đấy, như vậy là tôi suy ra được 2 căn 5 thì lớn căn 19. Đó. Hiểu, hiểu cách chưa? Đấy là câu Y. Đấy là câu Y nhá. Thầy chuyển sang câu Z này. Một hai câu nữa rồi mình sẽ nghỉ ghi bài về nhà. Câu Z. Phải để ý kỹ vào nhà, những cái bài cuối buổi là khá là quan trọng đấy. Không thì lúc lại không nắm được bài đâu. Ví dụ thế này, căn 15
cộng căn 8 là 7. Thầy so 2 này. Căn 15 cộng căn 8 là 7. Đấy, căn 15 cộng căn 8 và 7. Đấy, thì ở đây mình nhìn cũng chẳng có cái gì chung cả. Ai có ý kiến gì với bạn nào? Thường nghĩ là chưa? À, có hướng gì không? Bài này mà lại đi bình phương lên thì bạn cũng vẫn không so sánh được, được đâu. Nó không giống vừa nãy. Bình phương lên là sai. Sai sách luôn. Phải làm cách khác. Nhìn này, thầy hỏi nhá. Nhìn này, nhìn này, nhìn này. 15 và 8. 15 và 8. Nó có gần các số chính phương nào không? Số chính phương là những cái số vừa nãy em viết trong cái bảng ấy, là những cái số bình phương ở một số tự nhiên ấy. Nào, 15 và 8, thơ nào, gần với số nào? Gần với số 16 và số 9. Đúng rồi, thế vậy thì có nhá. Căn 15 có nhỏ hơn căn 16 không? À, và 16 thì bằng 4, căn 16 bằng 4. Căn 8 thì nhỏ hơn căn 9 và căn 9 thì bằng 3. Thế vậy khi thầy cộng vế với vế của hai cái bất đẳng thức cùng chiều này này, căn 15 cộng căn 8 sẽ nhỏ hơn là 4 cộng 3 là 7. Vậy suy ra là căn 15 cộng căn 8 nhỏ hơn 7 chưa? Đây là cách so sánh mà không dùng máy tính nhá. Hợp lý chưa? Căn 15 thì nhỏ hơn căn 16, tức là nhỏ hơn 4. Căn 8 thì lại nhỏ hơn căn 9, tức là nhỏ hơn 3. Đó, thế vậy gộp lại thì hai thầy cộng vào nhỏ hơn 7. Được chưa? Đấy. Câu K này. Rồi nhờ các bạn suy nghĩ cho thầy câu này nào. Căn 17 cộng căn 26 cộng 1 và căn 99.
Xong chưa các bạn nhỉ? Bạn này làm nào thơ nhỉ? Tương tự giống như ở phần câu gì là căn 17 thì gần, là gần với căn 16, lớn hơn căn 16. Lớn căn 16 là bằng 4. Căn 26 căn thì sao? Căn 26 lớn hơn căn 25 là bằng 5. Rồi. Cộng cả hai vế thì sẽ bằng là căn 17 cộng căn 26 sẽ lớn hơn 9. Rồi. Cộng cả hai vế cùng với 1 nữa là căn 27 cộng căn 26 cộng 1 sẽ lớn hơn 10. Lớn 10. Sau đấy thì lấy 10 bình phương lên với căn 99 cũng bình phương lên. Sau đây là 100 sẽ lớn hơn là 99. Đây. Suy ra là căn 100. Hoặc mình ghi thế này, 10 sẽ là căn của 100. Căn 100 thì lớn căn 99. Từ đây suy ra được là gì? Căn 17 cộng căn 26 cộng 1 sẽ lớn bằng căn 99. Đó. Ok chưa? Đấy. Đây nhà, bài về nhà thì thầy đã ghi vào đây cái file này rồi. Đợi một chút. Thầy chụp luôn này. Thầy gửi lên nhóm cho này. Bạn vào nhìn xem nhìn rõ đề bài nha, từ từ đã. Thầy phải gửi lên đã, xong xuôi đã. Nhớ là cứ xong kết thúc buổi học là chụp luôn bài và ghi. Và trong sáng nay các bạn hoàn thiện nốt bài hình rồi nộp nhá. Không có lý do được đâu đấy. Đừng để như tình huống như bạn Phát hôm nay. Thầy đuổi ra khỏi lớp đấy. Đợi theo gửi này. Nhìn đề bài chưa? Đấy, các bạn nào nhìn thấy bài ấn giơ tay thầy xem nào. Rồi, ok. Đấy nhá. Các bạn quan sát đề bài rồi đấy. Bạn làm bài làm như nghiêm chỉnh như bình thường. Nhớ. Nhớ là sáng nay nộp luôn. Sáng nay phải nộp luôn nốt bài tập hình đi. Bài về nhà hình hôm trước ấy. Phải nộp luôn. Trong sáng nay. Bạn nào không nộp sáng nay thì cho không điểm luôn nhá. Không có nhiều đâu. Còn bài về nhà đại thì hôm sau học luôn, kiểm tra luôn. Kiểm tra ngay buổi sau luôn. Cứ nhớ là bài về nhà buổi nào buổi sau kiểm tra luôn, không phải để đến tận buổi học tới đâu. Nhá. Kiểm tra ngay buổi học sau, dù bất kể buổi sau là buổi đại buổi hình. Nhá, lưu ý cho thầy. Còn lịch học thì bạn nhớ lịch đi nhá. Thứ 3 cộng với thứ 7 là mình học sáng. Nhá. Sáng 7:30. Còn riêng thứ năm là học với cô là vào buổi tối 19:30 nhá. Đấy. Được chưa?